Hôm nay Thành sẽ tiếp tục giới thiệu với anh em một con máy của Milwaukee, đó là con máy bắn vít M12 FID. Đây, dòng fuel, động cơ không chổi than, pin 12V nhưng mà cũng rất mạnh mẽ. Cái moment xoắn của nó lên tới 147 Nm lận. Và sẽ có một cái combo giá rất tốt cho Milwaukee đợt này nha anh em. Và một thân máy bắn vít, một thân máy khoan, hai cục pin và một cục sạc, giá chỉ có 6 triệu mấy thôi. Chúng ta hãy cùng đi xem chi tiết nhé. Trên bàn của Thành đây đang là cái combo thân máy không. Thì nó sẽ gồm một cái chiếc hộp rất đẹp như thế này. Mở ra thì chúng ta sẽ có giấy tờ này kia các thứ và một cái thân máy thôi nha anh em. Đó, một cái thân máy không có pin, không có sạc. Nhưng mà trong cái hộp này á, thì có rất nhiều khoang để anh em có thể để được pin sạc này kia. Nên anh em có thể mua cái loại pin sạc mà mình thích để mà anh em bỏ vô. Đó là lý do mà họ bán những cái combo mà không pin sạc, để cho những anh em nào đã có pin sạc rồi, hoặc là anh em thích các loại pin dung lượng cao hay dung lượng thấp, hay cục sạc nhanh, cục sạc chậm, tùy ý anh em mua. Nếu như anh em muốn tiết kiệm thì anh em có thể lựa cái combo mà Thành giới thiệu ở đây. Đây có cái hình ở đây nè. Nó sẽ gồm một thân máy bắn vít, một thân máy khoan búa 12V mà bữa trước Thành đã giới thiệu, M12 FPD, cộng với một pin 2 chấm, một pin 4 chấm và một cục sạc. Giá tổng là 6 triệu 7 thôi. Là một mức giá rất là tốt cho một cái combo ngon lành như vậy ha. Bởi vì khi mà anh em mua lẻ cái thân máy này thì nó đã là 3 triệu 2 rồi. Một cái thân máy này không thôi á. Cho nên cả combo như vậy mà 6 triệu 7, quá ngon lành. Bảo hành chính hãng 1 năm. Milwaukee ở Việt Nam thì bảo hành chính hãng 1 năm. Và khi mà anh em mua thì hãy nhớ mua những địa chỉ uy tín để mua đúng hàng chính hãng, chứ không phải là hàng xách tay hay là hàng trôi nổi này kia nha anh em. Anh em phải lưu ý cái chuyện đó nha. Còn Milwaukee thì là một cái hãng gọi là nổi tiếng ở trên toàn thế giới, và nó cạnh tranh luôn luôn cạnh tranh trong top 1, rất ngon lành. Nếu như anh em quan tâm tới xuất xứ thì những con máy này nè đều là made in China hết, tức là nó được sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà với công nghệ, dây chuyền và quản lý chất lượng đều là của Mỹ hết, của hãng Milwaukee của Mỹ. Cho nên là anh em có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Chỉ là đặt nhà máy tại Trung Quốc thì nó sẽ ghi là made in China mà thôi. Về thiết kế, máy rất nhỏ gọn ha anh em. Đây, máy nặng tầm 1kg tới 1.2kg tùy vào cái loại pin mà anh em lắp. Pin 2 chấm hay là pin 4 chấm nữa thì nó sẽ xê xích, nhưng mà nó khá là đầm tay ha. À, cầm cảm giác rất chắc chắn, build rất tốt, cực kỳ là tinh xảo luôn đó. Phần bán cầm này nè, cầm vô rất là ôm tay ha. Máy sẽ có một cái cò điều tốc nè, một cái nút đảo chiều ở trên đây, đèn led, led cũng tương đối sáng đấy. Rồi ở trên đây có một cái lỗ 1/4 inch để anh em có thể găm cái đầu vít vào. Và cái loại này là loại mà nó khi chúng ta nhấn vào nó không cần phải kéo cái phần khóa ra, nhấn một tay rất là tiện. Trong đây sẽ là khối động cơ không chổi than. Bên đây chúng ta có 4 cái đèn led báo pin, nên anh em sẽ luôn luôn biết được lượng pin còn bao nhiêu để mà anh em chuẩn bị ha. Đây là một cái móc để chúng ta có thể móc vào quần hay gì đó. Và điều đặc biệt nhất của cái máy này đó chính là cái phần điều khiển ở đây. Có 4 cấp độ để anh em lựa chọn nè. Chế độ 1, 2, 3 và đây là chế độ self-tapping. Chế độ 1 nè, 2, 3. Đó, nó tăng lên từ từ ha. Tới chế độ 4 nè, self-tapping nè. Đó, tốc độ của nó khi mới bắt đầu vặn vô á, nó sẽ là tốc độ tối đa giống như ở chế độ 3 vậy đó. Nhưng mà nó sẽ bắt đầu từ từ hơn tí xíu nha anh em. Nó không có vô một cái ào nhanh như chế độ 3. Chế độ 3 nó rất nhanh nè. Đó, bấm cái là nó lên liền. Còn ở chế độ này anh em để ý nè. Đó, nó lên từ từ hơn xíu. Và khi
Bắt đầu đóng búa thì nó sẽ đóng một cách từ tốn, đóng nhẹ nhàng giống như chế độ 1, chứ không phải là đóng mạnh như chế độ 3. Về thông số, anh em có thể xem ở bảng này. Máy thì xài pin 12V, nó vặn được ốc tối đa là M14. Máy có 4 cấp tốc độ và lực xoắn khác nhau. Tốc độ tối đa lên tới 3.300 vòng trên 1 phút và lực vặn tối đa lên tới 147 Nm. Thành bắn thử vít gỗ nha anh em. Đầu tiên, để chế độ 1. Đây là một con vít 7 phân và đây là một cục căm xe nha. Đó. Tới đây thì nó dừng rồi, tại vì ở chế độ 1 thì lực của nó là 30 Nm thôi. Qua chế độ 2 nè, cũng khá ok nha anh em. Qua chế độ 3, đó, mạnh nha, ngon nha anh em. Vít này là vít đầu D. Thân của con vít này là 5mm. Đó, khá bự nha anh em. Và bắn vào một cái cục cứng như là cái cục căm xe này mà nó bắn khá ngọt luôn á. Ngon lành. Thử vít 10 phân nè. Đây, chuyển qua, bây giờ Thành chuyển qua cái chế độ self-tapping nè. Tap tức là vỗ ha, vỗ nhẹ. Self-tapping tức là đầu tiên nó sẽ vô với tốc độ tối đa nè. Ngược. Đó, sau đó khi đóng búa thì nó đóng nhẹ giống như ở chế độ 1 nha anh em. Để nó không làm hư cái phần vật liệu chúng ta. Tức là khi mà anh em vặn những cái con vít mà anh em cần vặn nó vô nhanh, nhưng mà tới khi mà nó cứng đó, thì nó vỗ nhẹ thôi, thì anh em chọn chế độ self-tapping. Với cái máy này anh em có thể khoan gỗ, khoan sắt khá là ngon nha anh em. Anh em có thể dùng những cái mũi khoan mà có cái chui lục giác như thế này, hoặc là anh em mua một cái đầu chuyển từ đầu 1/4 qua cái đầu kẹp để anh em có thể kẹp những cái mũi khoan bình thường của chúng ta. Đó. Ở đây Thành sẽ test thử ha. Này là mũi khoan sắt này, khoan gỗ này. Đó. Milwaukee thì có cái cơ cấu nhét vô giống như DeWalt, khá là tiện ha. Thích cái điểm này lắm. Đây một cái mũi 8 ly ha. Đó. Xuống dưới thì nó đóng búa nhưng mà cơ bản là nó khoan khá là tốt nha anh em. Ngon lành luôn á. Giờ Thành test khoan sắt nha. Một cái miếng thép dày khoảng 1cm nè. Khoan cũng khá là ok nha anh em. Nếu như anh em để ở chế độ 1 thì nó sẽ nhảy tạch tạch vậy đó. Chế độ 2 nè. Chế độ 3. Chế độ 3 thì cũng khá là ok, khá nhanh. Tuy nhiên là nó sẽ không chuyên để khoan đâu. Khi anh em thấy nè, anh em để cái foil ra nè. Nó mịn nè, chắc là do mũi khoan. Nhưng mà ý là nó không phù hợp lắm để mà khoan những cái lỗ bự như vậy. Nhưng mà nói chung nó khoan được nha anh em. Nói về chất lượng thì Milwaukee là cũng nằm top ở thị trường rồi ha anh em. Đã được những reviewer trên thế giới, các anh em làm nghề công nhận về chất lượng. Và với một cái combo như thế này nè, Thành đang để trên bàn đây nè. Một thân máy khoan búa 12V M12FPD và một con bắn vít M12FID, một cục pin 2 chấm, một cục pin 4 chấm và một cục sạc này, giá là 6.700.000. Trong khi nếu như anh em mua cái combo FPD này 2 pin 4 chấm thì nó đã là 6.200.000 rồi. Nên là Thành cho rằng
Đây là một combo rất ngon lành, nếu như anh em đang quan tâm thì chúng ta hãy mua cái combo này thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Nếu như anh em quan tâm và muốn mua máy, anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, nhân viên kết nối tiêu dùng sẽ gọi lại cho anh em. Hoặc anh em có thể mua trực tiếp trên website kếtnối tiêu dùng.vn, hoặc cũng có thể là gọi vào số hotline của kết nối tiêu dùng để đặt hàng. Mua hàng kết nối tiêu dùng thì 100% là hàng chính hãng và kết nối tiêu dùng ship hàng toàn quốc, ship nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em hãy để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai của kênh nội tiêu dùng. Kênh nội tiêu dùng sẽ có rất nhiều những clip hay về máy móc cũng như là các chương trình khuyến mãi giảm giá trong rất nhiều dịp ở trong năm. Cho nên là anh em đừng bỏ qua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.